siêu phẩm nghề thiên phú đẳng cấp nhất Việt Nam, những điều đẳng cấp khác biệt của nghề thiên phú với nghề thị trường. Mời các bác quay lại với series những điều đẳng cấp khác biệt chỉ có nghề thiên phú mới có nha các bác nhá. Ngày hôm nay em giới thiệu tiếp cho các bác là cái vách tựa lưng của ghế đơn. Cái vách tựa lưng của ghế đơn đầu tiên em giới thiệu các bác về phần kích thước. Đấy, hay còn gọi là phần thể xác, tức là gì? Dày 8 phân, rộng 65, cao 65 phân và làm nguyên khối các bác nhá. Vách này cơ sở nhà em đục một bức tranh Tam Sư Vườn Cầu. Đấy các bác nhìn này. Nếu các bác không để ý thì các bác nhìn nó giống những cái sản phẩm khác trên thị trường. Như không các bác ạ, cái phần linh hồn này các bác nhé. Đấy các bác nhìn này. Từ cái phần quả cầu này đến phần con nghê các bác nhìn này, ba con nghê nó đang lô đùa vườn cầu, nó rất là có hồn. Các bác nhìn thấy chưa? Nhìn các bác nhìn gần vào chi tiết và các bác có thể thấy đây. Từ cái lông mi này nó nhỏ tí như này thôi. Đây lông mi này. Kể cả từ cái răng này đang vườn cầu này, răng này, kể cả cái xé mũi này, cái lông mắt, cái mi mắt cơ sở anh em làm này từ răng lợi đều đang vờn cầu và nó đang lô đùa với quả cầu như này, rất đẳng cấp. Đây từ cái xé đuôi này các bác nhìn này, nó đẳng cấp này, móng vuốt này nó đang vờn cái mây này, vờn cái giải lụa, vờn quả cầu, nó khác biệt hoàn toàn so với những sản phẩm khác trên thị trường mà đục sâu các bác nhá, tận là 4 phân, đục sâu 4 phân mà cái vách tam sư như này, nếu mà thợ không biết đục nó sẽ rất là xấu, rất là thô. Nhưng đây các bác phải nhìn thấy đây, từ cái giải lụa đây nó dẻo bắn như này. Đấy, nó dẻo bắn luôn cái giải lụa này. Đặc biệt là hạt xoài chạy xung quanh này các bác nhìn này, đục bằng te mà hạt xoài đều như vắt chanh như này, nó thật được các bác là cực kỳ tỉ mỉ cẩn thận và thợ làm rất nhiều thời gian làm cực kỹ. Phía dưới này các bác nhìn này, cơ sở nhà em đục liền theo một con hổ phù này, đục siêu kênh bong luôn, nguyên khối nhưng mà đục rất lổi, rất kênh bong này, từ cái phần nước này phun ra đều như vắt chanh. Cái phần nước này đục đều như vắt chanh, những cái xoé này. Đấy, và đặc biệt hai bên là hai con nghê này các bác nhá, đang vần cầu ở phía dưới này, cong mình phía dưới này, móng này vuốt này, nó chi tiết này, đến mũi này, lông mũi, lông miếc cơ sở em làm siêu kỹ này, còn nhìn lông mi nó đẳng cấp, nó khác biệt hoàn toàn. Các bạn nhìn cái xoé nó đã khác biệt rồi, riêng cái phần xoé này thôi nó khác biệt hoàn toàn so với sản phẩm khác. Đặc biệt là nhà em đục mặt sau đẹp như mặt trước, các bạn nhìn mặt sau đẹp như mặt trước. Đây mặt sau của vách này, đây mặt sau của vách kia các bạn nhá, đây là mặt sau các bạn nhá. Mặt sau này em khẳng định các bác nó còn đẹp hơn rất nhiều những bộ sản phẩm các bác xem trên thị trường. Đó là hàng đục te mặt trước cũng không đẹp bằng cái mặt sau này. Đây các bạn nhìn mặt sau của vách này. Em nói giới thiệu các bác riêng cái video này về cái vách này, riêng vách ghế thôi. Đã một cái video mới nói được hết những cái đẹp của vách ghế như này. Các bạn nhìn cái vách nguyên khối đục đằng trước đằng sau đẹp như nhau này. Con nghê này, tất cả đằng trước đục nhà, mặt sau đục 70% so với mặt trước. Đấy, bình thường mặt sau này người ta chỉ là dùng cái tỉa, người ta tỉa qua các cái led thôi. Và thậm chí có những nhà người ta không tỉa các bạn nhá. Ở đây nhà em làm đây hạt xoài đây. Đều như vắt chanh này, hạt xoài này. Đều như vắt chanh ba con đân này, trước sau như một này. Đấy, tất cả đều được làm rất tinh và đẳng cấp. Các bạn hãy nhớ đăng ký follow để xem phần 8 em giới thiệu thêm về những điều đẳng cấp của bộ sản phẩm này nhá.